Rồi chào quý cô chú đến với kênh Lợi Tất Cả Không Sai ha. Em là Hạnh ở Tân Dương, La Dung, Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0939 221 634 ha. Cái đó cũng là số Zalo của em. Hôm nay em có dời một số mặt hàng như là phôi giấy Mỹ ghim ha, rồi với một số phôi giấy Mỹ ghép ngũ sắc cẩm thạch. Đây là cây mã đầu tiên ha, mã số 1 ha. Mã số 1 là cây bông giấy ha, phôi giấy Mỹ. Chiều cao là 57, củ sổ là 45. Hoành eo ngay vị trí này ha là 28 ha. Rồi cây số 1 này, đầu tiên mã số 1 này là em giao lưu với quý cô chú mình là 700 ngàn. Em bao phí ship ha. Rồi tiếp theo là mã số 2, chiều cao là 80, củ sổ là 45, hoành eo ngay vị trí này là 27 rưỡi mà em tính 27 ha. Rồi cây mã số 2 em cũng giao lưu quý cô chú là 700k. Tiếp theo là mã số 3, chiều cao là 62, củ sổ là 52, hoành eo là 27 ha. Mã số 3 cũng là 700k. Em bao ship ha. Tiếp theo là mã số 4, chiều cao là 62, củ sổ là 43, hoành eo ngay trí này là 26 ha. Mã số 4 này cũng giao lưu với cô chú mình là 700k. Em bao ship ha. Tiếp theo là mã số 5, chiều cao là 60, củ sổ là 40, 48 ha. Hoành eo ngay vị trí này là 26. Mã số 5 cũng là 700k. Em bao sống bao ship ha. Tiếp theo là mã số 6, chiều cao là 57, củ sổ là 45, hoành eo ngay vị trí này là 30 ha. Rồi mã số 6 cũng là 700k. Em bao sống bao ship ha. Tiếp theo là mã số 7, chiều cao là 52, củ sổ là 50 ha. Hoành eo ngay vị trí này là 27 rưỡi, mình tính 27 ha. Rồi mã số 7 cũng là 700k. Tiếp theo mã số 8, chiều cao là 55, củ sổ là 52 ha. Hoành eo ngay vị trí này á, ngay vị trí này là 21 ha. Rồi mã số 8 này cũng là 700k. Tiếp theo là mã số 9, chiều cao là 67 ha, củ sổ là 52, hoành eo ngay vị trí là 31 ha. Mã số 9 cũng là 700k. Để em đo thử cái hoành cũ, cái hoành cũ nó là 63 ha. Rồi mã số 9 cũng là 700k. Tiếp theo là mã số 10, chiều cao là 70, củ sổ là 62, hoành eo ngay vị trí là 28 rưỡi ha, mà em tính 28 ha. Rồi mã số 10 em cũng giao lưu quý của chú mình là 700k. Có thể trồng đổ gì hay móc gì được ha, trồng được 2-3 kiểu. Tiếp theo là mã số 11, chiều cao là 58, củ sổ là 45 ha.
Hoành eo ngay vị trí này là 27,5 em tính 27 thôi. Rồi mã số 11 cũng giao lưu quý cô chú mình là 700k. Tiếp theo là mã số 12. Cụ chiều cao là 60. Cũ sổ nó là 43. Hoành eo vị trí này là gần 29 tính 28 thôi. Rồi mã số 12 giao lưu quý của chú mình là cũng là 700k. Tiếp theo mã số 13. Chiều cao là 54. Cũ sổ là 50. Hoành eo vị trí này là 24 ha. Rồi mã số 13 này cũng là 700k, em bao sống vào ship mình ha. Tiếp theo mã số 14. Chiều cao nó là 63 ha. Cũ sổ nó là 50. Hoành eo ngay vị trí này là 30 ha. Rồi mã số 14 cũng là 700k. Rồi em có tới này lớn hơn xíu ha. Chiều cao là 63. Cũ sổ là 50. Hoành cổ vị trí này là 32 ha. Mã số mấy rồi? Mã số 15 này em giao lưu với cô chú mình là 1 triệu đồng ha. Đó. Tiếp theo mã số 16. Chiều cao là 57. Cũ sổ là 42. Hoành cổ là 34. Mã số 16 này cũng giao lưu với cô chú mình là 1 triệu đồng ha. Rồi tiếp theo là phôi giấy Mỹ ghép ngũ sắc ha, bao cô chú mình 5 màu ha. Rồi đo hông số. Chiều cao là 1m2. Tá ngang là 70. Hoành cổ ngay vị trí này là 14 ha. Cây ghép này đi có thể là nó hơi rụng lá rụng bông, quý cô chú mình nhận giùm em nha, nó bình thường hả chứ không có gì hết trơn á. Rồi cây mã số 17 này giao lưu quý cô chú mình là 450k. Tiếp theo là mã số 18. Chiều cao là 1m2 luôn ha. Tá ngang vẫn là 70. Hoành vị trí này là 15 ha. Mã số 18 này em giao lưu với cô chú mình là 450k. Cũ quái ha. Tiếp theo là mã số 19. Chiều cao là 1m2. Tá ngang là 75 ha. Hoành vị trí này là 12 ha. Rồi mã số 19 này giao lưu với cô chú mình là 450k. Tiếp theo là mã số 20. Chiều cao cũng là 1m2 ha. Tá ngang là 90. Hoành ở vị trí này là 16 ha. Mã số 20 này cũng giao lưu với cô chú mình là 450k. Tiếp theo là mã số 21. Chiều cao là 1m1 ha. Tá ngang là 65. Hoành cổ vị trí này là 15. Mã số 21 này cũng là 450k. Tiếp theo là ngũ sắc là cây bưởi ha. Cây to. Cây này là chiều cao là 1m8, ngang là 1m4.
Vành ở vị trí này là 24 23 ha. Mã số 22 này em giao lưu với cô chú mình là 1.800.000. Tiếp theo là mã số 23. Cây này là cao 2m ha, ngang 1m rưỡi ha. Hoành ở vị trí này là 30 ha. Mã số 23 này giao lưu với cô chú mình là 1.800.000. Đó, cũ quái ha. Tiếp theo là mã số 24 ha. Cái này cao là 2m, ngang là 1m4. Đó, một cốt ha, lên mà lên đây chia hai thằng. Hoành ở vị trí này là 31 ha. Rồi mã số 24 này em giao lưu quý của chúng mình là 1.800.000 luôn ha. Cái này thì nó chưa có ra tàn, nó chưa bung tàn không ha, mới kê lại, đang bung tàn ra. Rồi. Rồi tiếp theo là mã số 25 ha. Cây này cao 1m8, ngang 1m4. Đó, những cây bự như thế này em chỉ là giao xe thôi nha. Em đặt mấy cây bự như thế này em không có ship bưu điện được, bưu điện nó không nhận. Mã số 25. Hoành nghe đây là 25 rưỡi ha. Mã số 25 này em giao lưu với cô chú là 1.600.000. Tiếp theo là mã số 26 ha. Cây này to hơn mấy cây hồi nãy, mấy cây hồi nãy. Cây này cao là 2m, ngang là 1m rưỡi ha. Hoành ở vị trí này là 34. Gần 35 ha, tính 34 thôi. Rồi mã số 26 này em giao lưu với cô chú mình là 2.500.000 ha. Đục. Tiếp theo là cái này là giấy Mỹ ghép cẩm thạch ha. Mã số 27, cao là 1m, ngang là 80. Mình cổ ở vị trí này là 24. Cây giấy Mỹ ghép cẩm thạch này em giao lưu với cô chú mình là 1.200.000. Bao ship ha. Tiếp theo là mã số 28. Cũng là một cây giấy Mỹ ghép cẩm thạch ha. Cây này là cao là 1m, ngang là 1m ha. Còn nghe đây là 17 ha. Mã số 28 này em giao lưu với cô chú mình là 1.400.000 ha. Tiếp theo là mã số 29.
cũng là một cây cẩm hạch ha, cây Mỹ giống cẩm hạch. Cây này cao là 2 m, ngang là 90. Hoành thân ngay vị trí này là 26 ha. Cái mã số 29 làm giao lưu của chú mình là 2 triệu đồng ha. Tiếp theo là mã số 30, cũng là giấy Mỹ ghép cẩm hạch ha. Cây này cao là 1m2, ngang là 1m2 luôn. Hoành thân vị trí này là 26 ha. Rồi mã số 30 này em giao lưu với cô chú mình là 1.500.000 ha. Tiếp theo là mã số 31, cây này là giấy Mỹ ghép phớt hồng Sakura ha. Cây này cao là 1m3, ngang là 1m5. Hoành thân ngay vị trí này là 30 ha. Bộ sổ nó được 35 ha. Rồi cây mã số 31 này em giao lưu với cô chú mình là 2 triệu đồng. Tiếp theo là mã số 32. Cây này là giấy Mỹ ghép hồng găng ha. Cao là 2m2. Ngang này chắc cũng có 2m nữa. Hơn 2m, có 2m ạ. Hoành vị trí này là 21 ha. Cái mã số 32 nằm giao lưu với cô chú mình là 1.800.000 ha. Cái này thì em giao xe nha, ship không có được, à, nó cao. Tiếp theo là mã số 33, cái này là sát tháo ghép cam lửa ha. Cái này là cao 2m. Hoành vị trí này là 41, gửi em tính 41 ha, gần 42. Hoành vị trí này nữa là 29.5 ha. Tổng bộ đế của nó là 1m3 ha. Cái này nó có cái lỗi đây, nhẹ đây xíu. Rồi cây sắt pháo này em giao lưu quý cô chú mình là 7 triệu đồng. Em bao cho quý cô chú mình phạm kính 200 km ha. Cao là cây giấy Mỹ này cao là 60. Cụ sổ nó là 45.
Bình thân ngay vị trí này là 24 ha. Mã số 34 này em giao lưu với cô chú mình là 500k. Tiếp theo là mã số 35. Chiều cao của nó là 60. Cổ sổ của nó là 50. Quần thân vị trí này là 24,5 ha. Rồi mã số 35 này em giao lưu với cô chú mình là 500k. Tiếp theo mã số 36. Chiều cao là 57 ha. Cổ sổ nó là 45. Quần eo ngay chí này là 20 ha. Mã số 36 này giao lưu với cô chú mình cũng là 500k bao ship ha. Rồi kính chào quý cô chú, cây này cũng là cây cuối clip của clip này ha. Hẹn gặp lại với cô chú và chờ clip sau.